Dương thì hỏi đội cái mũ đỏ tay mèo và xem có đeo. Cột tóc này ra được rồi. Thôi. Miss School. Rồi thì giờ xin chào tất cả các chị em đang xem livestream của em này. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em cho em xin một dấu chấm này, một comment, một cái icon này, một câu xin chào bất kỳ gì đó thôi để em biết rằng là mọi người đang theo dõi em trong buổi livestream này nhá. Và để ngày hôm nay thì Dương có cơ hội gọi tên các chị ở trong buổi livestream này, mình cùng tương tác tốt với nhau nào. Rồi ngày hôm nay đã một tên shop bên em mang ra một chương trình rất hấp dẫn và thú vị này. Nên chị em nào mà mình đang xem được livestream của em đó là một điều may mắn rồi. Vậy thì hãy ở lại live với em nha. Hãy ở lại live với em để mình cùng tham gia chương trình này. Nhưng đầu tiên thì Dương xin muốn các tình yêu hãy feedback lại đây giúp em nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền bên em đã ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền bên em ổn định rồi, mọi người comment tại đây là đã ok cho em, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái livestream thật là tuyệt vời nhất. Còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền bên em chưa thử rõ nét này, chưa được ổn định cho lắm, mọi người comment những lỗi đó ở đây để ngày hôm nay em khắc phục, em có thể đem đến cho các chị yêu một cái livestream thật là tuyệt vời nhất. Để ngày hôm nay làm sao chúng ta có thể tham gia một cái chương trình live thật là ổn định, thật là ok nhất, để mình có một cái chương trình này đó, tham gia một chương trình rất là ưu đãi bên em nha. Rồi ok, em xin chào tất cả các chị yêu mới vào xem live này. Rồi các tình yêu ơi, hãy feedback tại đây giúp em nào, là âm thanh ánh sáng đường truyền em đã ok chưa, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái chương trình là sắp tới thì Dương mang đến cho các chị yêu này một chương trình rất hấp dẫn và thú vị đấy chị ạ. Và đầu tiên thì Dương muốn là chúng ta hãy tương tác tốt với nhau đã, để khi mà chương trình đó bắt đầu ngay tại đây này đó, mọi người đặt comment tại đây thì comment của mình sẽ không bị ẩn tại cái livestream này của em nhá. Ok nào các chị ơi, nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm này, một cái icon, một cái vẫy tay nho nhỏ để em biết rằng là các chị yêu đang theo dõi livestream của bên em, để em có cơ hội được gọi tên các chị trực tiếp trong buổi livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay là chương trình xả kho các chị yêu nhá, là chương trình xả kho áo phao của bên em này. Tất cả các mẫu áo phao bên em ngày hôm nay đều xả mức giá rất là sốc luôn. Nào các chị yêu nào đang muốn săn áo phao để chống cái đợt rét này đúng không ạ? Chống cái đợt rét 15 độ này thì nhanh tay vào đây tương tác với bên em nào. Bên em chuẩn bị phát ra một cái giá rất là sốc rồi các tình yêu nha. Rồi các tình yêu ơi, tương tác với em và chia sẻ cho em một vài lượt nho nhỏ này trước khi bên em chuẩn bị phát ra chương trình nha. Rồi ok nào các chị ơi. Nào nhanh tay nào, em chuẩn bị đưa ra cú pháp rồi. Và điều kiện để mình tham gia với chương trình này em là gì đây nào? Là chia sẻ, hãy chia sẻ cho em 11 lần nha. Một lần lên trang Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai, và 10 lần còn lại hãy chia sẻ cho em vào hội chợ, hội nhóm, hội buôn bán lớn cho em được chưa? Và nhớ là hội chia sẻ hội buôn bán và hội chợ phải là hội công khai, nếu là hội nhóm kín cần quản trị viên phê duyệt, bên em không tính là một lượt chia sẻ được chưa? Rồi chỉ cần 11 lần chia sẻ thôi là mình đã đủ điều kiện tham gia cái chương trình này rồi. Và chương trình là gì đây ạ? Xả áo phao với giá là bao nhiêu ạ? 88k các chị yêu nha. 98k. Nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay để lại comment tại đây nào. Nhanh tay nào, mình cùng chia sẻ và cùng tương tác với nhau và cùng comment tại đây này để mình săn áo phao với giá 98k được chưa? Rồi ok các chị ơi nào, mình nhanh tay nào, cú pháp đặt hàng chuẩn bị đưa ra đây. Và điều kiện đã có rồi đúng nào, mình hãy chia sẻ cho em nào vào đây nghe em nói cú pháp đặt hàng này. Đúng rồi các chị ơi, ngày hôm nay xả kho nha. Hôm nay là chương trình xả kho áo phao của bên em này. Xả toàn bộ kho hàng áo phao Quảng Châu ngày hôm nay với mức giá rất là đặc biệt luôn. Đó là mức giá 98.000 các chị yêu nha. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, đó chính là cú pháp để lên đơn hàng ngày hôm nay nha. Rồi với sản phẩm bên em ngày hôm nay giới thiệu cho các chị yêu với mức giá 98k, đó chính là em áo phao mà Thùy Dương đang mặc trên người đây ạ. Là một em áo phao cao cấp đến từ Quảng Châu này. Dáng của em nó là dáng chiết eo các chị yêu nha. Dáng phao công sở trơn và có chiết eo rất chi là tôn form dáng của các chị này. Đó, và có kèm theo một cái chiếc mũ có thể tháo rời cho em rất là ấm áp cho mùa đông này nha. Ngày hôm nay xả kho mã này với mức giá 98k. Cho tình yêu nào nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp nào. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, chia sẻ cho em 11 lần nha. 10 lần lấy hội nhóm và 1 lần lên trang web cá nhân. Như vậy mình đã đủ điều kiện để tham gia chương trình rồi ạ. Bây giờ em sẽ bắt đầu sẽ giới thiệu về các màu của sản phẩm nha. Ngày hôm nay không phải chỉ có mỗi màu đỏ đâu ạ. Ngày hôm nay có đến 4 màu cho các chị yêu lựa chọn. 4 màu và 5 size nữa tình yêu ơi. Màu gì đấy ạ? 98k màu đỏ này, 98k màu hồng cho em này. Đấy, màu phấn rất là nhẹ nhàng trẻ trung này. Đó, 98k màu xám này. Và 98k màu đen cho em nhé.
Đấy, comment cho em nào. Đúng cú pháp nha. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 11 lần các tình yêu nha. Hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp, là hàng có đủ size đủ số này, từ size S đến size 2XL. Cho các tình yêu có cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân, 67 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nha. Ngày hôm nay xả kho mức giá bao nhiêu đây? 98k, giá sốc nhất hệ mặt trời luôn các chị ơi. Nhanh tay nào, chia sẻ đủ cho em 11 lần nha. 10 lần là các hội nhóm và 1 lần lên trang web cá nhân. Khi mà mình đã đủ điều kiện để tham gia rồi thì mình nhanh tay vào đây comment cho em nhiều lần lên nha. Rồi ok nào các tình yêu ơi, điều kiện là gì đây? 11 lần này, 1 lần lên trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai, và 10 lần còn lại hãy chia sẻ cho em lên hội chợ hội nhóm lớn công khai nha. Rồi nào, vào đây comment cú pháp đúng cho em 98k kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình đã đúng cú pháp để mình được lên đơn hàng rồi. Và điều kiện cũng đã có rồi, luật chơi vô cùng đơn giản, cú pháp đặt hàng cũng đã có rồi. Vậy còn trần gì nữa nào? Nhanh tay comment tại đây nào. Đúng rồi, 98k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. 98k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nào. Ngày hôm nay 4 tông màu và 5 size cho các chị yêu lựa chọn cơ. Thoải mái luôn các tình yêu ơi. Ngày hôm nay chị yêu nào muốn dinh những cái màu áo phao ấm và đẹp như này về để giữ ấm cho mùa đông năm nay thì mình nhanh tay vào đây mình chia sẻ và mình comment cho em nha. Chương trình của em chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream. Tức là cái giá 98k này chỉ áp dụng duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi các chị ơi. Và hiện tại đã là 5 phút trôi qua rồi. À 6 phút rồi các chị ơi. Hiện tại đã là 6 phút trôi qua rồi. Vậy thì mình nhanh tay lên, không là sẽ hết cơ hội mất đây này. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, mức giá ưu đãi duy nhất chỉ có trong 10 phút đầu livestream của bên em nhá. Hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp, là hàng có đủ size đủ số này. Các tình yêu yên tâm cho em nhá, từ 40 cân cho đến 67 cân mình bao mặc vừa cho em này. Chất phao Quảng Châu siêu dày siêu đẹp luôn này. Ngày hôm nay xả mức giá 98k. Nhanh tay lên nào. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Và nhớ giúp em này chia sẻ cho em 11 lần nha. 10 lần lên các hội nhóm và 1 lần lên trang hút cá nhân cho em này. Ngày hôm nay phải chia sẻ đủ mình mới có quà đấy ạ. Ngày hôm nay không chia sẻ đủ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình nha. Chị yêu nào mà không chia sẻ đủ, ngày hôm nay sẽ tự đánh mất quyền lợi mua hàng 98k của mình nha. Rồi nhanh tay nào các chị ơi, còn chần chờ gì nữa, rủ anh chị em bạn bè vào đây cùng chơi với em nào. Đó chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thôi, bây giờ hiện tại đã là 7 phút rồi. Chỉ còn 3 phút cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ và chưa comment tại đây giúp em được không ạ? Rồi nào, chia sẻ 11 lần này đó. 1 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai và 10 lần còn lại chia sẻ và hỗ trợ nhóm lớn công khai. Đó chính là cú pháp để mình gì ạ? Để mình lên đơn đúng nào. Rồi các chị ơi, cú pháp cũng đã có rồi này đó, luật chơi cũng đã có rồi. Vậy còn chần chờ gì nữa? Áo phao đại hàn Quảng Châu cao cấp với giá 98k đang đợi các tình yêu này đó. Nhanh tay nào các chị ơi, cơ hội chỉ có một lần duy nhất và một lần duy nhất thôi. Nên chị yêu nào mà mình biết nắm bắt cơ hội tại đây này đó, không còn điều gì là lăn tăn đúng nào. Bây giờ hiện tại gió mùa đông bắc đang về cận kề rồi, rét này đó, 12 độ C rất là rét, đi ra ngoài đường mà không có chiếc áo phao như tại em đang mặc thì chỉ có chất lạnh thôi đúng nào. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ngày hôm nay cơ hội dành cho chị yêu nào, nhanh tay tại đây nào. 98k kèm màu, kèm số lại trên cùng một dòng comment, nhanh tay nào các chị ơi. Đó, 4 tông màu này, màu đỏ này, màu đen, màu hồng và màu ghi xám này. Rồi nhanh tay nào các chị ơi, 98k kèm màu, kèm số lại trên cùng một dòng comment. Rồi 8 phút đã trôi qua rồi, chỉ còn 2 phút cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ cho em nha. 2 phút cuối cùng cho chị yêu nào chưa chia sẻ và chưa comment tại đây được chưa ạ? Rồi nhanh tay nào, 98k kèm màu, kèm số lại trên cùng một dòng comment. Nhanh tay nào các chị ơi, 2 phút cuối cùng thôi. 2 phút trôi qua rất là nhanh các chị ạ. Đó, nhưng mình chỉ cần đến mất 10 đến 15 giây là mình đã chia sẻ xong lên trang Facebook cá nhân và lên các hội nhóm rồi đúng không ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chỉ 15 giây đến 30 giây thôi là mình đã có cơ hội dinh sản phẩm áo phao cao cấp đến từ Quảng Châu rồi. Ngày hôm nay không phải là chỉ một mình một tình yêu được mua với giá 98k, mà ngày hôm nay em sẽ chọn ra 3 tình yêu nào may mắn này được mua áo phao đại hàn cao cấp như Thủy Dương đang mặc đây với giá 98k được chưa ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, nhanh tay nào các chị ơi, cơ hội cuối cùng chỉ còn 1 phút duy nhất thôi nha. Nhanh tay xem nào, 1 phút cuối cùng nào. 1 phút cuối cùng để các chị yêu được lên đơn mức giá 98k. Để lại đúng cú pháp cho em là 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Chia sẻ đủ cho em 11 lần nào. 11 lần nha, 10 lần lên hội nhóm và 1 lần lên trang web cá nhân cho em. Chị nào ngày hôm nay không chia sẻ đủ tự đánh mất quyền lợi của chính mình nha. Rồi ngày hôm nay như nào ạ? Ngày hôm nay không phải là em chọn ra một chị đâu ạ, ngày hôm nay em chọn tới ra 3 chị cơ. Rồi trên màn hình đang phát livestream của em đây, em sẽ chọn hoàn toàn ngẫu nhiên 3 chị yêu nào là 3 chị yêu ngày hôm nay may mắn này. Mình vừa chia sẻ đủ, mình vừa comment đúng cú pháp và mình vừa may mắn ngày hôm nay sẽ được dinh mức giá là bao nhiêu ạ? 98k cho một em áo phao rất là đẹp, rất là xinh như này nhá. Rồi ok nào, bây giờ là mấy phút rồi ạ?
Ok nào, bây giờ đang là 9 phút 30 giây rồi các tình yêu ơi. Hiện chỉ còn 30 giây cuối cùng thôi ạ. Hiện nay chỉ còn 30 giây cuối cùng cho các chị yêu nào muốn lên đơn với mức giá 98k nha. Nhanh tay lẹ chân cho em nào, mùa đông đang đến thì đang đến đến tận cửa rồi đúng không ạ? Ra ngoài đường trời thời tiết này mà không có được một em áo phao để giữ ấm cho cơ thể của mình thì làm sao mà chịu được đúng không? Ngày hôm nay chương trình xả kho 98k áp dụng cho tình yêu nào chia sẻ đủ cho em 11 lần. Đó, chia sẻ đủ cho em 11 lần và comment cho em theo đúng cú pháp nhé. 98k kèm màu kèm số điện thoại. Đó, một lúc nữa khi em chọn ngẫu nhiên chúng chị nào chị đó phải ngay lập tức inbox cho em cái số lượt chia sẻ của mình nhá. Chị yêu nào sau khi em gọi tên rồi mình mới đi chia sẻ thì em không chấp nhận kết quả ấy đâu ạ. Và khi mình chia sẻ mình nhớ chụp ảnh lại màn hình cái lượt chia sẻ của mình đúng không ạ? Để khi mà em gọi tên đúng là tên của chị rồi thì mình inbox ngay cho em cái số lượt chia sẻ đó để mình dinh quà mức giá 98k nhá. Rồi hiện tại em chưa thấy cái lượng comment nhiều đâu nên là cái tỷ lệ trúng của mình rất là cao. Chị yêu nào đã chia sẻ rồi thì mình comment nhiều lần lên để cái tỷ lệ em nhìn thấy các chị yêu nó sẽ cao hơn nhá. Vì hiện nay Facebook đang siết tương tác và đang ẩn comment rất là nhiều. Nếu mà mình chia sẻ rồi mình vào đây comment có một lần đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ mình bị ẩn comment đúng cái comment đó hoặc là em không nhìn thấy các chị yêu là rất là cao luôn đấy ạ. Nhanh tay lên nào, bây giờ là còn bao nhiêu ạ? Bây giờ là còn 10 giây cuối cùng nữa nào. Ok nào, 10 giây cuối cùng cho mức giá 98k nha. Nhanh tay cho em nào, 98k kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Hiện tại cái số lượng comment đang rất là nhiều như này nha. Và em sẽ chọn trực tiếp trên máy chủ đang phát livestream. Em ghi bình luận và đọc số điện thoại của những chị yêu ngày hôm nay được trúng với mức giá 98k nha. Rồi bắt đầu chọn nữa các chị ơi. Bắt đầu chọn rồi nha, chị yêu nào muốn giá 98k nào. Nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ cho em nha. Rồi nhanh tay nào, bên em đang lướt trên màn hình máy chủ livestream rồi. Sẽ chọn tình yêu nào được gọi tên đầu tiên đây. Ngay khi tình yêu nào được gọi tên đầu tiên, ngay lập tức inbox cho bên em để bên em check lượt chia sẻ của các chị yêu. Chính được không xác ạ? Rồi, em bắt đầu chọn chị đầu tiên nha. Em chọn chị đầu tiên là một chị có avatar áo màu hồng đấy ạ. Chị Bảo Bình này, 98k đen này, 0976 này, 831262 đã chia sẻ cho em 20 lần đúng không nào? Chị Bảo Bình ơi, ngay lập tức lên tiếng trả lời em đi và inbox cho em này cái số lượt chia sẻ của mình nhá. Nếu mình không chia sẻ đủ 20 lần như mình đã nói với em đúng không ạ? Thì là phần quà này em sẽ chuyển cho người kế tiếp luôn đấy ạ. Rồi em tiếp tục chọn đây, không làm mất nhiều thời gian của các chị yêu. Em chọn liên tục và liên tục luôn. Chọn ra 3 chị yêu ngày hôm nay được sở hữu mức giá 98.000 nào. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Lên đơn thành công luôn các chị yêu ơi. Rồi nhanh tay nào các chị ơi, tình yêu thứ hai nào được gọi tên đây nào. Nhanh tay lập tức inbox cho bên em nha. Rồi ok, tình yêu đầu tình yêu thứ hai là tình yêu gì đây? Ngọc Lan Nguyễn này, 98k màu xám này, số điện thoại 0966783223 đã chia sẻ 14 lần. Ok, ngay lập tức inbox lại bên em nha để bên em check lượt chia sẻ này. Đúng rồi. Các chị ơi, chị yêu nào được quà phải inbox cho em ngay lập tức. Chứ còn bây giờ mình mới đi chia sẻ, một lúc nữa mình inbox em hủy quà ngay nhá. Sở hữu mức áo phao với giá 98.000 cho chị yêu nào chia sẻ đủ cho em 11 lần nào. Chia sẻ đủ 11 lần và comment cho em theo đúng cú pháp nào. 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 11 lần nha. Ok nào, em chọn chị tiếp theo luôn ạ. Một phần quà cuối cùng sẽ thuộc về tay ai đây? Nào, chị yêu nào muốn được quà, chị yêu nào chưa được quà, nhanh tay comment cho em là 98k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Rồi nhanh tay nào, tình yêu cuối cùng là tình yêu nào may mắn đây nào. Rồi ok, em thấy tình yêu này có avatar màu trắng này, chị Ngọc Như đúng không ạ? 98k màu đỏ 0912765778 đã chia sẻ cho em 15 lần này. Xin chúc mừng ba tình yêu này, ngay lập tức inbox cho bên em để bên em check lượt chia sẻ nha. Rồi ok, tất cả các tình yêu này, vâng ạ, xin chúc mừng ba tình yêu đã mua được với giá là 98k. Tình yêu nào mà chúng ta chưa mua được với giá 98k, mình đừng buồn đúng nào, mình nán lại livestream em này. Ngày hôm nay em mang ra xả giá sốc cho các chị yêu luôn này. Đó, chị yêu nào mà mình chưa mua được 98k thì bây giờ mình mua với giá sốc, giá gốc luôn được chưa ạ? Đúng rồi, chính rồi, chính xác là như thế các chị ơi. Thời tiết mùa đông đang về đến bên cửa sổ rồi đấy ạ. Mỗi lần ra ngoài đường vừa mưa vừa rét như này thì chỉ có áo phao mới chống chọi được thôi đúng nào. Ngày hôm nay bên em tổ chức ra một chương trình, đó là chương trình xả kho kết thúc mẫu nha. Tất cả các mẫu áo phao có tại cửa hàng ngày hôm nay mang hết ra xả cho các chị yêu. Mức giá dưới giá nhập để các chị yêu đón cái đợt gió mùa đông bắc rất rét đậm và rất rét hại và rất kéo dài hôm nay nha. Rồi sản phẩm đầu tiên mà Thúy Dương muốn giới thiệu với các chị đây ạ. Rồi ok, với sản phẩm đầu tiên hiện tại em đang mặc trên người, một sản phẩm phao đại hàn cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế điểm nhấn với phần mũ có thể tháo được giúp em. Và phần đầu tiên là phần chiếc eo này, đó, ôm phong cơ thể của chúng ta rất là gọn gàng đúng nào, rất phù hợp với chị yêu nào mà mình đi làm công sở này, đó, mặc rất là ok giúp em. Phao trần bông cực kỳ là dày dặn và ấm áp này. Ngày hôm nay sale với giá sốc cho các tình yêu là với giá chỉ còn 299.000 thôi nha. Để lại đúng cú pháp cho em để lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn được lên đơn hàng thành công. Rồi nào, đúng với rồi. Size số là gì đấy ạ?
với có hàng này của em là hàng có đủ size cho em nhé, từ size S cho đến size 2XL, tức là cái tình yêu từ 40 cân, tức là dáng rất là nhỏ nhắn đúng không ạ, thường thường rất là khó mặc áo phao, thì mặc mẫu này cho em cũng ok, cho đến 65, 67 cân mình đều có size mặc vừa cho em, bởi vì hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp, là hàng có đủ size, và cái form dáng này rất là đẹp luôn này, các chị mặc đi làm công sở, hoặc các chị thích những cái form dáng mà nó nhã nhặn nhẹ nhàng đúng không ạ, ôm dáng, mình chọn cho em cái dáng phao rất là ok nhá. Xả kho mức giá chỉ có 299.000, cam kết là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1, đủ size đủ số, xả kho 299.000, cho chị yêu nào để lại đúng cú pháp cho em là K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nhá. Phía sau áo khoác bò, áo khoác da, chờ một chút qua mẫu này em lên hết cho các tình yêu. Mức giá sốc, giá lỗ sấp mặt không ở đâu có luôn các tình yêu nha. Rồi K34 có mấy màu đây ạ? 4 màu luôn các chị ơi. K34 màu đỏ này, đấy. K34 màu xám này. Đó, bây giờ em sẽ qua luôn nhá. Em sẽ mặc lên người từng màu một luôn. Đó, K34 màu đen cho em này. Và K34 màu hồng cho em nhá. K34 kèm màu, kèm số điện thoại em lên đơn cho các tình yêu thành công luôn này. Rồi các chị nhìn tắc mắc hàng Quảng Châu cho em này. Đấy, rất là dày dặn luôn này, trần bông cho em này, đường kim mũi chỉ rất là sắc nét luôn các chị yêu nha. Mũ này của em là mũ có thể tháo rời và không kèm cổ lông này. Mũ này hoàn toàn có thể tháo rời cho em nhé. Đấy, những cái dáng như này rất là được lòng các chị em đi làm công sở luôn ạ. Bởi vì cái tính gọi là như nào ạ, trang nhã là một này, hai là cái form dáng chít eo như này nó rất là tôn dáng của chị yêu. Không lo mặc áo phao mà quá thùng thình nha. Rồi tiếp tục thì Dương đang lên K34 màu xám này. K34 màu xám thì rất là sang chảnh và tinh tế này đó. Ngày hôm nay sale với giá 299.000 và hàng đủ size cho chị yêu nào dưới 67kg nha. Ok, nhanh tay để lại comment đúng cho em là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng dòng comment các chị bây nhá. Bây giờ thì Dương sẽ lên lần lượt từng màu cho các chị yêu luôn ạ. Đấy, chỉ cần để lại đúng cú pháp là K34 kèm màu, kèm số điện thoại, hệ thống bên em tự động lên đơn, không cần em gọi tên nhé. Sau đó là em sẽ có telesale để còn gọi điện trước đơn cho các tình yêu. Đấy, làm sao các tình yêu mặc đẹp, mặc vừa em mới gửi hàng này. Đấy. Rồi, cái dáng này tục, rất là xinh luôn ạ. Tiếp tục là K34 hiện tại thì Dương đang lên một tông màu đen này. Một tông màu đen thì rất là dễ mặc đúng nào, không hề kén da kén dáng của chúng ta, mà độ tuổi cũng không hề kén đúng luôn này. Rồi ok nào, ngày hôm nay sale với giá 299.000. Chị yêu nào yêu thích để lại đúng comment giúp em là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn lên đơn hàng thành công với giá là bao nhiêu ạ? 299.000 trên một sản phẩm phao hàng Quảng Châu cao cấp các chị yêu nhá. Quá đẹp luôn các chị ơi. Ngày hôm nay mà không dinh một em áo phao như này, vừa giữ ấm cho cơ thể lại vừa hợp thời trang, mặc mọi hoàn cảnh luôn đều ok cho em. Sắp đến Tết ta đúng không ạ? Sắp đến Giáng sinh rồi, sắp đến cả Tết Tây nữa. Đấy, Tết Tây, Giáng sinh này, Tết Tây, Tết ta này. Những cái dịp như vậy này, dự báo thời tiết đã báo rất là lạnh đúng không ạ? Thì mình phải có những cái em áo như thế này, mình đi chơi ngoài trời thì mình mới giữ ấm được cơ thể các chị yêu nhé. Đấy, đi ngoài đường, đi chúc Tết các thứ ạ, đúng không ạ, đi chơi. Đó, em xả chỉ có 299.000 thôi. Đó, cam kết với các chị đây là giá rẻ nhất trên thị trường rồi. Bởi vì cái sản phẩm của em là sản phẩm hàng Quảng Châu rất là đẹp nha. Đấy, đường kim mũi chỉ và các chị nhìn cái dáng phao này, cho đến cái độ dày của phao này, đấy nó chuẩn đét luôn cho các chị yêu nhé. Rồi, 299.000 sẽ cao một đi. 299.000 cho em nào. Đó, mã hàng là K34 nha. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em lên mức giá 299.000 nào. Áo bò chờ em một chút em lên nha. Đó, nào các tình yêu ơi, em lên đơn cho tất cả các tình yêu nào, để lại đúng cú pháp là mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại rồi nha. Chị yêu nào vương vấn sản phẩm K34 nhanh tay để lại comment đúng cho em là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok, và bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một siêu phẩm tiếp theo, là một sản phẩm phao đại hàn cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế là phao dáng dài các chị yêu này. Một sản phẩm em đang mặc trên người đây được thiết kế trần bông ngang cực kỳ là tinh tế và chất liệu là phao nhăn nha. Đó, ngày hôm nay này điểm nhấn là gì ạ? Khóa có túi có khóa này, và mũ này có thể tháo rời giúp em. Ngày hôm nay sale với giá là 299.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc này. Ôm phong cực chuẩn này, khóa là khóa 2 chiều. Chị yêu nào yêu thích để lại comment đúng cho em mã sản phẩm là gì đấy ạ? K11 kèm màu, kèm số lại trên cùng một dòng comment các chị yêu nhá. K11 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale 299.000. Đó, ngày hôm nay có đủ size cho các chị yêu dưới 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em được không ạ? Rồi nào, K11 bên em có đến 3 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này. Đó, đầu tiên là tông màu đen, hiện tại em đang mặc trên người đấy ạ. Đúng rồi, với những cái dáng phao dài như này rất phù hợp với các chị em đi làm công sở là một này. Hai là mình đi ngoài đường đúng không? Mình đi bằng xe máy những cái ngày thời tiết rét như này đúng không ạ? Thì mình mặc một cái em áo phao dáng dài như này giữ ấm cho cơ thể các chị rất là ok luôn ạ. Em xả mức giá chỉ có 299.000 thôi ạ. Mã hàng là K11 cho em nào. Rồi, K11 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, đó chính là cú pháp để mình lên đơn hàng thành công nhá. K11 màu đen này,
299.000, K11 màu xám nhạt 299.000 và K11 màu xám đậm 299.000 này. Đó, rất là ok đúng nào, nhanh tay nào, ngày hôm nay giá sốc cho các tình yêu này. Giá này là giá sát giá gốc của bên em rồi đó. Chiêu nào mà mình đang xem được livestream của em thì đó là một điều rất là may mắn nha. Đấy, em cho cái gì xem này. Chất liệu phao là phao nhăn cho em nhá. Đấy, chất liệu là phao nhăn hàng Quảng Châu cho em zoom sát cho các chị yêu xem chất nha. Đấy, xem chất và xem đường may cho em này. Phao nhăn và may kiểu may trần ngang cho em này. Đấy, khóa này. Đấy, cho từ khóa này. Mũ có thể tháo rời cho em này, có phần dây rút này. Đấy, túi cũng có khóa luôn cho em này. Chuẩn từng đường kim mũi chỉ cho em này các chị ơi. Hàng có đủ size đủ số. Cái chất phao này sờ nó vừa dày dặn vừa mềm, sướng mê luôn các chị ạ. Xả chỉ có 299.000 thôi. Chốt cho em theo đúng cú pháp là K11 kèm màu kèm số điện thoại nha. K11 kèm theo màu đen, màu xám đậm hoặc màu xám nhạt kèm theo số điện thoại. Số lượng hàng trong kho của em đang vơi cạn đi rất là nhiều này, vì mấy hôm nay thời tiết là rất là lạnh. Thì các chị qua mua trực tiếp cũng như là mua online rất là quá tải nên là số lượng hàng đang vơi đi rất là nhiều. Mình thích mã nào thì người chốt ngay cho em, không là hết hàng đấy các chị ơi. Đấy. Rồi ok nào, rất nhiều các tình yêu đang lên là đang quan tâm đến sản phẩm áo da đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Thùy Dương xin phép vượt qua siêu phẩm áo da. Với sản phẩm hiện tại Thùy Dương đang mặc trên người đây, một sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp hàng loại 1 em này. Và sản phẩm được thiết kế là cổ vét này, thiết kế rất nhiều đinh tán, họa tiết chi tiết khóa giả cho đến khóa thật này. Đó, ngày hôm nay sale với giá bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 trên sản phẩm áo da hiện tại em đang mặc trên người thôi. Có lớp lót bên trong rất là ok nha. Chiêu nào yêu thích để lại comment đúng giùm em. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Đó chính là cú pháp để mình lên đơn hàng thành công. Chất liệu da nhân tạo cực kỳ là dày dặn luôn này. Đó, khóa rất là sáng và trơn đúng không ạ? Rồi nào, có đến 3 kiểu mặc cho các chị yêu này. Và hàng em là hàng đủ size. Từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em. Có nghĩa là từ size S cho đến size XL đều có size các chị yêu nha. Nếu chị yêu nào mình yêu thích thì mình cứ để lại comment tại đây cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình đã chắc chắn lên đơn hàng thành công với sản phẩm áo da rồi ạ. Rồi ok, bây giờ Thùy Dương xin phép được giới thiệu từng tông màu của sản phẩm áo da được chưa ạ? Màu đầu tiên là màu nhũ bạc hiện tại em đang mặc đây ạ. Một tông màu rất là sang chảnh và chất chơi này. Đó, chị yêu nào mà mình thích mặc sang chảnh một xíu thì mặc cho em cái màu này rất là đẹp nha. Một tông màu rất hot hit trên thị trường thời trang đúng không ạ? Màu cũng là màu bán chạy nhất của bên em luôn các tình yêu ơi. Chất liệu da nhân tạo siêu dày siêu đẹp này. Đấy, mặc gọi là thách thức gió mùa luôn cho em nhá. Xả kho mức giá chỉ có 249k. Cam kết đây là mức giá không lợi nhuận rồi các tình yêu ơi. Nào các tình yêu nào hay đi chợ đi nghiệp, mình hỏi những cái mẫu áo da như này cho em. Mua 10 chiếc giá buồn nữa là 290-320 rồi. Ngoài các shop bán lẻ ngoài kia người ta bán mức giá 500-600.000 là giá bình thường, giá chuẩn giá các chị yêu nhá. Em xả 249k này là xả kho kết thúc mẫu, số lượng không còn nhiều. Tình yêu nào thích nhanh chóng để lại đúng cú pháp cho em là K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Lên màu đầu tiên, đây là màu nhũ bạc này. Bây giờ em xin phép là lên người lần lượt từng màu một nhá. Bây giờ tiếp tục lên với tông màu nhũ vàng này các tình yêu ơi. Rất là nhiều màu đẹp ngày hôm nay lên phục vụ các tình yêu. 6 màu và 4 size này, size S, size M, size L và cả size XL. Từ 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, trong khoảng cân nặng này mà thích mã này chốt ngay cho em đi ạ. K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại này. Chẳng ngại ngùng gì mà không zoom sát chất cho các chị vì chất nó quá là đẹp đi ạ. Hơn 1 cân một cái áo da này của em đấy ạ. Mã hàng cho em nào, K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Bây giờ em lên lần lượt từng màu cho các chị nha. Mỗi màu em chỉ lên trong vòng 30 giây thôi ạ. Rồi ok nào, tiếp tục thì Dương đang lên một tông màu là một tông màu nhũ vàng. Một tông màu này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thời trang áo da, em bảo đảm với các chị yêu luôn. Một tông màu vàng này rất là tôn da tôn dáng các chị yêu này. Đó, một sản phẩm màu này thì cực kỳ là chảnh luôn nha. Đó, mặc lên thì cực kỳ là chảnh. Yêu thích để lại comment đúng cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình đã chắc chắn lên đơn hàng thành công với giá là 249.000 được chưa? Rồi ok, em chốt đơn cho tất cả tình yêu nào mà mình để lại đúng cú pháp là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại đúng không nào? Rồi ok, bây giờ em tiếp tục qua màu, em sẽ qua màu rất là nhanh thôi này. Đó, đúng để rồi. Các chị yêu có thể ngắm được hết tất cả các màu của áo da nha. Chính xác rồi, mỗi màu em lên trong vòng 30 giây nhá. Thích mã nào chốt nhanh chốt gọn cho em nào. K05 kèm màu kèm số điện thoại. Bên em có đủ size cho các tình yêu luôn nhá. Size S, size M, size L và cả size XL nữa. Từ 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Trong khoảng cân nặng này và thích mã này rồi thì chốt ngay cho em đi. Xả có 249k thôi, không phải là đắt đỏ gì đâu ạ. Giá chỉ bằng một rẻ, bằng đúng một nửa so với thị trường thôi. Ngày hôm nay không chốt thì hối hận, không chốt thì tiếc luôn. Đúng rồi. Đấy, mấy em nữa đi ra ngoài kia thích cái mã áo da, thấy người ta bán 400-500 mới nhớ ra cái shop này họ bán có 250. Quay lại inbox hỏi em luôn, em hết hàng rồi ạ. Hết hàng rồi em cũng chẳng giờ hơi mà đi nhập về bán giá lỗ nữa đúng nào. Nhanh tay
ngay cho em nào, nếu mình là người mua hàng thông thái mình phải biết sản phẩm này rất là đáng đồng tiền bát gạo của chị yêu luôn nhé. Nào K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi, tiếp tục là K05 màu vàng này, một màu vàng rất là nổi bật. Chị yêu nào thích nổi bật đám đông mình mặc cho em màu vàng này, rất là trẻ trung năng động đúng nào. Ngày hôm nay sale 249.000 đủ size nha. Yêu thích để lại comment đúng cho em là K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Đúng rồi. Nào các chị ơi, với thiết kế của em nó đúng không ạ? Rất nhiều chi tiết trên một chiếc áo này. Từ đinh tán ở cổ áo, đinh tán ở cầu vai này đúng không ạ? Từ khóa giả cho đến khóa thật, rất nhiều chi tiết trên một chiếc áo như này. Mà tức là làm nên một cái chiếc áo như này nó rất là tốn, gọi là tốn kinh phí các chị ạ. Từ với chất liệu, nó là chất liệu đẹp rồi chứ không phải chất liệu xấu này. Rồi các đường chi tiết ở trên sản phẩm nó rất là nhiều, từ những cái đai cho đến những cái khóa đúng không ạ? Túi thật, túi giả. Đấy, áo da thì nó phải nhiều chi tiết nó mới ngầu, nhưng mà ngược lại là cái giá của sản phẩm nó sẽ đội lên rất là cao. Đó, chưa kể là hàng còn làm rất nhiều size, nhiều số cho các chị nữa ạ. Ok nào, tiếp tục thì Dương đang qua một tông màu nâu này, một tông màu nâu rất là tây đúng không ạ? Chị yêu nào trẻ tuổi mình thích mặc tây, thích mặc sang mình mặc cho em màu này. Hay chị yêu nào mình đứng tuổi một xíu mình chọn cho em cái màu này cũng rất là ok. Ngày hôm nay sale 249.000 đủ size, yêu thích để lại comment đúng giúp em. K05 kèm màu, kèm số lại trên cùng một dòng comment nha. Rồi nào, ok em sẽ qua màu rất là nhanh này, màu bạc em vừa qua rồi đấy các chị ơi. Đúng rồi, các màu em đều lên nhá, màu nào cũng đẹp cũng xinh. Quan trọng là mình thích màu nào đúng không ạ? Dáng dấp thì nó y hệt như nhau. Và nó tất cả các màu em đã đều đã thử lên người. Đấy thì em khi mà em đã thử qua rồi em vui lòng em không thử lại nữa. Các tình yêu mà muốn xem lại vui lòng chia sẻ livestream trên tường. Đấy, xong rồi thì tẹo này em kết thúc livestream thì mình xem lại giúp em. Hoặc là mình vào tường của em thì đều có ảnh mẫu mặc từng màu một các tình yêu nhá. Đấy, vậy là dễ lựa chọn bởi vì phía sau đây em còn rất nhiều mẫu, không thể mặc đi mặc lại một mẫu được các tình yêu nhá. K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. Số lượng hàng trong kho còn rất là ít thôi. Chiêu nào mà chậm tay có thể hết hàng hoặc hết size luôn đấy ạ. Rồi tiếp tục thì Dương đang qua một tông màu hồng phấn, một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng của nữ tính này. Chiêu nào không thích quá cung ngầu, không thích màu quá nổi bật lấy cho em cái tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng. K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Ngày hôm nay sale với giá 249.000. Giá đảm bảo là không, trên thị trường không một ai có với cái giá này nha các chị ơi. Đúng rồi, em đã bán hết hàng nghìn cái này mức giá 300-350 rồi. Giá 249.000 này là giá xả kho, giá lỗ của em rồi đấy ạ. Đó nên là không có số lượng nhiều và cũng không về hàng bổ sung nữa nhá. Chốt nhanh cho em nào. Rồi, tiếp tục là một màu đen này. Một màu đen này thì rất là dễ mặc, rất là dễ phối hợp đồ đúng nào. Không hề kén tuổi này. Đó, chị yêu nào mà mình đứng tuổi một xíu mình cũng thích mặc áo da thì mình chọn cho em màu đen. Hay chị yêu nào mình không biết phối hợp đồ như nào mình chọn cho em màu đen rất là dễ mặc nha. Rồi, K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Rồi, bây giờ em xin phép được đọc lại tất cả các màu để chúng ta có thể hiểu và rõ lần chốt đơn nha. Màu đầu tiên là em đang mặc màu đen này. K05 màu đen 249.000. K05 màu nâu 249.000 này. K05 màu vàng 249.000. K05 màu nhũ vàng 249.000. K05 màu nhũ bạc 249.000. Và K05 màu hồng cũng chỉ 249.000 thôi. Hàng có size dưới 65kg mình mặc ok cho em được không ạ? Rồi nào, các tình yêu nào còn yêu thích K05 nhanh tay để lại comment đúng cho em. Hàng là cực kỳ khan hiếm luôn nha. Em bán ra với cái giá này là bởi vì sao? Bởi vì nó còn số lượng rất ít mới có cái giá này thôi nha. Đúng rồi, xả kho lỗ sắp mặt rồi. Chiêu nào thích nhanh tay chốt cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại nha. Đó, K05 kèm màu kèm số điện thoại. Để em lên đơn hàng cho mình K22 đi em. Để em lên đơn hàng cho mình thành công này. Nhanh tay không là hết hàng luôn đấy ạ. Đó, tiếp tục em qua các mẫu áo phao nha. Ngày hôm nay xả toàn những áo phao đẹp thôi ạ. Xả toàn những cái mẫu áo phao đẹp nha. Rồi, ngày hôm nay chị yêu nào mà mình đang xem livestream game đó là một điều may mắn rồi. Bởi vì ngày hôm nay này, đó, sale toàn những hàng đẹp, hàng hot thôi này. Rồi, với sản phẩm hiện tại mà Thùy Dương đang mặc trên người đây, một sản phẩm phao đại hàn cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế form dáng dài nhưng không quá dài đúng không ạ? Sản phẩm này được thiết kế là chiếc eo các chị yêu nhá. Đó, sản phẩm này là được chiếc eo này ôm gọn cơ thể chúng ta rất là đẹp đúng không nào? Với sản phẩm phao trần bông cực kỳ là dày dặn và ấm áp này, thêm phần thiết kế điểm nhấn là phần cổ lông rất là mượt mà, rất là điệu đà. Ngày hôm nay sale với giá là 299.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để lại comment đúng cho em là K22 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment để chúng ta lên đơn hàng thành công. K2 màu em đang mặc là một màu đỏ và chỉ còn duy nhất màu đỏ thôi. Chị yêu nào yêu thích nhanh tay để lại comment giúp em là K22 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn lên đơn hàng thành công với sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người các chị yêu nhá. Đó, hàng bên em là hàng có size cho chị yêu nào mà dưới 65kg mình có size lựa chọn giúp em đối với sản phẩm này được chưa? Và từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn giúp em. Nhanh tay lẹ chân để lại comment để mình lên đúng rồi, chính xác rồi. Em thấy tất cả các tình yêu luôn nhá. Áo da bên em thì có đủ size các tình yêu này, từ size S đến size XL, 40 cân cho đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa. Trong khoảng cân nặng đó mà thích mẫu áo da thì comment cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại để mình được lên đơn nhé. Sau đó thì em sẽ có tele sale gọi điện tư vấn để xem mình mặc cái mẫu gì, màu gì,
vừa thì em mới nha. Rồi ok, là sang mã K22 này em xả chỉ có 299.000 thôi ạ. K22 nhá, phao K22 em xả 299.000. Hiện tại chỉ còn duy nhất màu đỏ là màu cuối cùng trong bảng màu còn lại, và cũng chỉ còn lại duy nhất 5 chiếc cuối cùng nha. Cho tình yêu nào trong khoảng cân nặng từ 45 cân đến 65 cân hiện em đang còn size mặc vừa cho mình nha. Đó, xả nốt nào, xả nốt chỉ có 299.000 thôi. Kèm cho em thêm một cái mũ lông nha. Một cái mũ có cái cổ lông này, thì cổ lông này hoàn toàn có thể tháo rời cho em này. Rất là đẹp luôn này. Dáng là dáng phao lỡ cho em nha. Chốt cho em nào, K22 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em lên đơn cho mình mức giá là 299.000. Áo da em sale là 249 nha. Đó. Nào, chị em nào còn chốt K22 nữa thì chốt nhanh cho em, không em qua mẫu này. Lên áo bò này. À, lên áo K09. Chốt nhanh cho em để em qua mẫu nha. Một khi em đã qua mẫu rồi, em xin phép là sẽ không mặc lại cho các tình yêu được nữa. Bởi vì còn rất là nhiều mẫu phía sau này. Rồi một cái áo phao hàng Quảng Châu, các chị nhìn cho em là cái cổ lông của nó này, cái mũ lông của nó này, hàng phao trần bông rất là dày dày dặn như này nhá. Em xả có 299.000 thôi, mà không mua thì chỉ có tiếc thôi ạ. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm tiếp theo, là một sản phẩm áo dạ hàng Quảng Châu cao cấp này. Sản phẩm em đang mặc trên người có thiết kế điểm nhấn là thiết kế cổ vét bản lớn rất là sang chảnh đúng không ạ? Và thiết kế rất nhiều điểm nhấn này, form dáng là baby doll cực kỳ là dễ mặc và dễ mix đồ đúng không nào? Với sản phẩm này thì ai cũng có thể mặc được, rất là trẻ trung năng động này. Ngày hôm nay sale với giá là 249.000 cho chị yêu nào đang xem livestream của em. Yêu thích để lại comment đúng cho em mã sản phẩm là K09. K09 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Đó chính là cú pháp để mình lên đơn hàng thành công này. K09 chất liệu dạ mịn dạ ép cao cấp đến từ Quảng Châu cho em nhá. Rất là dày dặn này. Đó, ngày hôm nay với một chiếc áo dạ dày dặn như thế này mà sale có 249.000 là giá lỗ sấp mặt của bên em rồi. Bởi vì số lượng chỉ còn rất là ít này, chỉ còn vài ba chiếc cuối cùng. Em mang ra sale nốt cho các chị yêu. Chị yêu nào nhanh tay em chở hàng trước được chưa? Rồi K09 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn được lên đơn hàng thành công với sản phẩm hiện tại em đang mặc. Và K09 em có hai tông màu này. Đúng rồi. K09 em có hai tông màu nha, giá sale rất là rẻ thôi. Chỉ có 249k, nhưng nhược điểm của em này đó là em chỉ còn size lớn thôi ạ. Hiện tại chỉ còn những chiếc size lớn cuối cùng đó, em xả nốt 249.000. Mã này em chỉ còn size L, size XL và size 2XL. Cho từ 55 cân đến 70 cân mình mới có thể mặc vừa cho em. Còn dưới 55 cân mình không mặc vừa mã này đâu ạ. Đấy, chất dạ ép Hàn Quốc này, rất là đẹp và rất là sang cho em, hàng rất là xịn cho em nhé. Đấy, xả có 249.000 thôi. Chiêu nào trong khoảng cân nặng từ 55 đến 70 cân là hiện mình vẫn có size mặc vừa cho em này. Các chị nhìn cái dạ nó đẹp như này cơ mà. Giá thì là dáng baby doll nhá, rất chi là lạ mắt và rất chi là xinh cho em này. Xả mức giá chỉ có 249.000. Chốt cho em nào, K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. K09 màu nâu và K09 màu kem kèm theo số điện thoại cho em nha. Đấy, đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Em tự động lên hàng không cần phải em gọi tên. Với những cái sản phẩm áo khoác như này, phí ship bên em mà đồng giá 40k trên một đơn hàng. Đó các chị ơi, 40k trên một đơn hàng áo khoác cho em nhé. Vì áo khoác nó rất là dày và rất là nặng này. Đó, hoặc là chị nào ở gần cửa hàng em, nếu chị yêu có thể qua trực tiếp cửa hàng em nhé. Tại hai cơ sở này, cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 ở Đại học Đông Lâm, Bắc Giang các chị yêu nhé. Rồi bây giờ nào, em tiếp tục qua chị yêu nào này. Yêu thích K09 nhanh tay để lại comment riêng là K09 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, như vậy mình mới chắc chắn lên đơn hàng thành công nhá. Và bây giờ em xin phép được qua mẫu này. Đó, ngày hôm nay sẽ qua mẫu rất là nhanh. Nên chị yêu nào mà mình yêu thích sản phẩm nào mình phải nhanh tay mình để lại comment ngay, không thì sẽ mất, sẽ hết hàng đấy ạ. Đúng rồi các chị yêu ơi, bây giờ tiếp tục lên phao này. Ngày hôm nay xả tổng cụ xả tất cả những cái áo phao hàng Quảng Châu của bên em rất là đẹp và rất là sang này. Hôm nay em xả hết mức giá. Chị yêu thương như các chị luôn, ở lại xem live stream với em, hôm nay sẽ có giá rất là đẹp luôn nha. Rồi ok nào, bây giờ thì Dương xin phép được lên một cái dáng phao, là dáng phao Hàn Quốc này các chị yêu này. Đó, một sản phẩm áo phao Hàn Quốc này cực kỳ là đẹp luôn này. Mặc thì bất chấp mọi loại gió mùa, kể cả mưa tuyết luôn nha. Rồi với sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người, một thiết kế phong cách Hàn Quốc này. Được thiết kế điểm nhấn là cái phần mũ này, phần mũ lông phối màu sắc cho em rất là điệu đà này và rất là xịn nha. Ngày hôm nay này sale với sản phẩm này với giá bao nhiêu đấy ạ? Chỉ 399. Chuẩn luôn nào các chị ơi, sale chỉ còn 399.000, mã này em đã bán rất nhiều rồi, giá 499, bây giờ em xả chỉ còn 399.000 mã này nha. Mã hàng là K21 cho em nào, K21 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, em lên mức giá chỉ có 399.000, cam kết là giá rẻ nhất hệ mặt trời luôn nào. Form dáng của em nó là form dáng Hàn Quốc,
form dáng xương, form dáng rộng nhá, rất là trẻ trung và nghịch ngợm cho em. Chị yêu nào nhỏ người một xíu thì mặc rất là đáng yêu đúng không nào? Và chị yêu nào mập mạp một xíu mặc mẫu này rất là thoải mái cho em nhá. Xả kho mức giá chỉ có 399.000, mã hàng là K21 nào. K21 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em này thì là cái form dáng trơn nhá, và điểm nhấn của em nó là hai cái phần dây ở túi rất là trẻ trung này. Và cái phần mũ lông cho em này, mũ lông với cái cổ lông rất là to luôn này, với cái lông rất là to và lông ngũ sắc cho em này. Đó, một cái màu hot trend năm nay. Năm nay bắt đầu cửa hàng Quảng Châu họ mới ra cái màu lông ngũ sắc này các chị yêu nha. Bây giờ em xin phép là sẽ lên dáng lần lượt từng màu cho các chị yêu xem này. Rồi, màu đầu tiên là màu em mặc là màu hồng đất các chị yêu đúng nha. Đúng rồi, màu đầu tiên là K21 hồng đất này. Bây giờ sang K21 màu trắng sữa cho em này. Mặc một cái áo phao như thế này, những cái hôm mà thời tiết như là hôm nay đúng không ạ? Rất là thích luôn các chị ạ, bởi vì nó rất là ấm, nó vừa dài nó lại vừa ấm. Mặc như là mình khoác nguyên cả cái chân ra đường ấy. Đấy, không biết sợ gió mùa là cái gì, không biết sợ mưa rét là cái gì đúng không nào? Và điều đặc biệt là cái sản phẩm này là khóa 2 chiều các chị em nha. Khóa 2 chiều này, chiều nào mà mình ngồi xe máy này, mình bất tiện này, mình kéo cái khóa chiều dưới lên giúp em. Đó. Sao mình ngồi xe máy đến cơ quan, đến chỗ làm việc mình lại kéo xuống cho em đó, chả ảnh hưởng gì mà. K21 màu trắng sữa cho em nào. K21 màu trắng sữa sang chảnh vô cùng này. Cốt ngay một em này đi Sapa đi các tình yêu ơi, đi Sapa hoặc đi Hàn Quốc chụp ảnh sống ảo với những cái em áo phao như này thì cứ gọi là bao đẹp cho em luôn nhá. K21 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em lên đơn cho mình nhá. Áo da thì em lên rồi, em xin phép là sẽ không lên lại nữa này các tình yêu ơi. Rồi áo khoác bò cổ lông chờ một chút nữa thì em lên nha tình yêu nha. Đấy, áo khoác bò chờ một chút em lên này. Sau mã K21 này em sẽ lên cho các chị yêu áo khoác bò nha. Rồi em tiếp tục qua màu này, ngày hôm nay 6 màu của K21 luôn các chị yêu nhá. Hôm nay không phải là một màu đâu ạ, 6 màu của K21. Và hàng này là hàng có đủ size cho em này. Có size cho các tình yêu từ 45 cân cho đến 70 cân nhá. Mã này có đủ size cho từ 45 cân đến 70 cân mặc luôn ạ. Đấy, nhỏ người mặc cũng được, rất là đáng yêu. Và mà mập một xíu mặc cái mẫu này cho em cũng rất là ok này. Cả mức giá chỉ có 399.000 nha. 399.000 các chị đi tham khảo giá thoải mái đi. Tham khảo giá thoải mái rồi quay lại em đặt hàng. Nhưng mà em chỉ sợ là khi mà kết thúc livestream này thì hàng nó có thể đã lẻ size, lẻ số rất là nhiều rồi. Đó. Rồi, các tình yêu ơi, cuối cùng là tiếp tục là thì dương qua K21 màu đỏ này. Một tông màu đỏ này rất là trẻ trung đúng nào, rất là nổi bật này. Chiều nào mà mình đi Giáng sinh mình mặc cho em cái màu này cực kỳ là tuyệt vời luôn, ok chứ nào. Ngày hôm nay sale với giá là 399.000. 399.000 các chị yêu nha. Và mã sản phẩm là K21 và cú pháp để lên đơn hàng là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K21 này em xin phép là K21 em không lên màu nữa. Còn hai màu em xin phép được giơ nha. K21 màu này là màu xanh rêu, 399.000 hàng có size. K21 màu nâu, 399.000 hàng có size này. Đó. Và một K21 nữa là một K21 màu đen nha. Đó. Ngày hôm nay sale 399.000, chị yêu nào yêu thích nhanh tay để lại comment đúng cho em là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Đó, một sản phẩm phao đại Hàn này, da form dáng Hàn Quốc cực kỳ là sang chảnh và hàn sẻng luôn này. Đó, ngày hôm nay không gì thì em siêu phẩm này quá là tiếc đúng luôn. Rồi, rất là nhiều màu luôn nhá. Đây, K21 màu hồng đất này, K21 màu trắng kem này, K21 màu đen này, đó, K21 màu nâu này, K21 màu xanh rêu này, và K21 màu đỏ như em đang mặc nha. Sale 399.000, yêu thích để lại comment cho em K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công này. Một sản phẩm phao cực kỳ là dày dặn và ấm áp. Rồi các chị yêu nào mà ở Hà Nội đúng không ạ? Mình ghé trực tiếp shop em đi ạ. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 ở Đại học Lâm Lâm Bắc Giang nhé. Các chị yêu ghé cơ sở nào cũng được. Cửa hàng em mở từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ tối nhé. Các chị ghé giờ nào cũng được cho em này. Đó, ngày hôm nay xả kho toàn bộ kho phao hàng Quảng Châu của em này. Chị yêu nào mà ghé cửa hàng ấy, mình vui lòng chia sẻ livestream trước cho em nhé. Để mình được hưởng mức giá sale cho em này. Rồi ok nào, bây giờ em xin tiếp tục được qua mẫu nha. Rồi 399k các chị yêu nhá. Đó, 399.000 nào. Chốt cho em đeo đúng cú pháp là K21. K21 kèm màu kèm số điện thoại này. Rất là nhiều màu luôn đúng không ạ? Nhiều màu dã man luôn, 6 màu luôn. Ở đâu mà ra cái shop nào mà lại bán hàng mà lại rất nhiều màu và lại rất đủ size. Và giá lại rất rẻ như bên em đúng không ạ? Cái phao ngũ sắc này là cái hot trend của năm nay đấy các chị yêu này. Năm nay mới có hàng Quảng Châu mới có cái loại phao này nhá. Mới có cái loại mũ này này. Ủa các chị nhìn này, một cái phao như này nó ấm dã man luôn, nhìn cái độ dày của nó này. Đó, rất là dày và rất là ấm cho em nhá, không phải là cái hàng mỏng tinh mỏng tang đâu ạ. Đường kim mũi chỉ cũng rất là chắc chắn cho em này. Xả mức giá 399.000 nhá. K21 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào.
Rồi ok, rất nhiều các chị yêu quan tâm về áo jean cổ lông đúng nào. Và bây giờ thì Dân xin phép được phục vụ theo yêu cầu các chị yêu đây. Rồi sản phẩm áo jean cổ lông hiện tại em đang mặc trên người là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 này. Đó, được thiết kế form, được thiết kế điểm nhấn ở cái phần này. Cái phần cổ, cái phần mũ lông của chúng ta rất là lớn này. Đó, rất là mịn nha. Lông rất là mịn và trần lông mịn, lông mượt toàn thân ở bên trong luôn này. Đó, em đỡ đóng khóa rồi. Trần lông mịn, lông mượt toàn thân chứ không hề vón cục, không hề thô nha. Lông là lông xịn đấy ạ. Và bên ngoài này cổ mũ lông màu gì, bên trong được trần lông màu đó này. Form dáng free size dưới 70kg mình mặc ok em. Ngày hôm nay sale với giá bao nhiêu ạ? Chỉ 590.000 là giá sốc chưa từng xuất hiện trên thị trường nha. Nhanh tay nào các chị yêu ơi. Rồi các chị yêu ơi, các chị ạ, em phân biệt cho các chị đâu là hàng loại 1, đâu là hàng loại 2, loại 3 luôn nhá. Bởi vì trên thị trường bây giờ nó có hàng nghìn các loại áo bò này rồi, bây giờ người ta ra quá nhiều hàng nhái rồi. Nhưng mà bên em từ đầu mùa giờ vẫn chỉ lấy hàng loại 1 cho các chị yêu thôi. Đầu tiên nó chính là cái phần cổ lông cho em này, cái cổ lông nó to dã man tàn bạo luôn này các chị yêu này. Nhìn cái cổ lông nó to đùng như này này, mà nó đắt tiền nhất là đắt tiền ở cái cổ lông của cho em nhé. Đấy, cái nào mà cổ lông mà bé tí. Đấy, cái nào mà cổ lông bé tí, mũ bé tí thì không phải hàng loại 1 đâu ạ. Tiếp theo là nó lót bông này, nó lót bông toàn thân áo luôn này. Và lông không hề vón cục, lông mướt mượt mượt cho em luôn ạ. Đó, một cái áo bò như này nha, là form free size. Form rất là rộng, phía sau có bo cạp chun cho em này. Mã này cứ dưới 70 cân, nếu mà cao thì dưới 70 cân, mà thấp thì dưới 65 cân mình mặc thoải mái vừa cho em. Và em có 3 màu cho các chị yêu lựa chọn nha. Màu như thì Dương đang mặc là màu xám đấy ạ. Đấy, màu tiếp theo nữa là màu hồng cho em này. Đấy, một màu hồng này rất là trẻ trung này. Và một màu tiếp theo nữa là màu trắng cho em này. Đấy chưa ạ? Màu trắng nha. Rồi, chị em nào yêu thích để lại comment đúng cho em là K20 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment đó, chị em nhé. Mã này thực ra nó rất là đắt tiền đúng không ạ? 590.000 cơ chứ không phải là rẻ đâu. Đó, bởi vì là thực sự là nó đắt, bởi vì là cái hàng nó quá là chất lượng các chị ạ. Nó đắt không phải là vì em bán đắt đâu. Đấy, mà bởi vì em nhập vào cái giá nó quá là cao rồi và hàng nó quá là chất lượng nên là giá nó cao. Nhưng nó tương xứng với chất lượng của nó nhá. Đấy là chị yêu nào còn băn khoăn thì mình inbox để em tư vấn thêm. Hoặc các chị yêu nào mà ở gần cửa hàng của em, mình qua trực tiếp cửa hàng mình mặc lên người. Mặc lên người cái này em sợ là không muốn cởi ra nữa luôn đấy các chị ạ. Mà các thấy cái giá 590 là cái giá nó quá rẻ rồi. Vì em thấy các chỗ khác họ bán cái hàng như của em là người ta bán toàn tiền triệu rồi các chị ạ. 590.000 nhá. K20 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. K20 màu xám, K20 màu hồng và K20 màu trắng kèm theo số điện thoại cho em. Đó, em lên cho mình mức giá 590.000. Hoặc là mình chốt qua inbox cho em được, hoặc mình qua trực tiếp cửa hàng cho em được nhá. Cửa hàng em có hai cơ sở này. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 ở Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em nhé. Đấy, mình qua cửa hàng nào cho em cũng được này. Ủa cái lông này, bên trong nó lót lông như này cho em cơ mà. Đó, phân biệt cho em nhé. Đấy, chứ đừng mang hàng loại 2, loại 3 đây trong so sánh bảo là ô sao nó bán đắt thế. Nhưng mà ở đâu có cái hàng loại 1 bán 590 như em này thì hãng mang so sánh với em nha. Đấy, nó đẹp như này cơ mà. Em bán nó tương đương với giá buôn ngoài chợ rồi đấy ạ. Rồi tiếp tục thì Dương xin phép được qua một sản phẩm phao dáng ngắn tiếp theo này. Với sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người được thiết kế điểm nhấn là phần logo ở phần tay của chúng ta này. Phần ngực chúng ta cũng có phần lêu logo rất là trẻ trung năng động. Và phối cái phần viền khóa này. Đó, rất là nổi bật đúng nào. Ngày hôm nay sale với giá bao nhiêu ạ? Chỉ 390.000 trên sản phẩm phải không chị nhỉ? 350. Có quyền nhiều nào mà. Rồi, với giá là 350.000 cái chị ơi nhá. Chỉ 350.000 mình đã dinh ngay một sản phẩm phao đại hàn này, trần bông cực kỳ là ấm áp luôn. Đó, hàng Quảng Châu loại 1 của bên em này. Ngày hôm nay sale với giá 350.000, chị yêu nào yêu thích nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình dinh ngay siêu phẩm hiện tại em đang mặc này. Đó, một thiết kế rất trẻ trung, đằng sau lưng chúng ta có chữ nha. Đó. Rồi, mã hàng này là K15 cho em nhé. K15 em sale 350.000 này. K15 ngày hôm nay rất nhiều màu, có 5 màu cơ ạ. 5 màu và có các size như sau này. Có size S, size M, size L cho từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em nhé. Mã này dưới 60 cân nữa. Mã này chị nào nhỏ người mặc cũng càng đẹp luôn. Rồi, rất là nhiều màu, có 5 tông màu đúng nào. Rồi này, đó. Màu em đang mặc là màu đỏ này. Màu em đang mặc là màu đỏ này. Đó, 350.000 này. K15 màu đen này, 350.000 này. K15 màu hồng phấn này, 350.000 này. K15 màu xám này, 350.000 này. Và K15 màu xanh rêu 350.000 các chị yêu nhá. Chị yêu nào yêu thích để lại comment đúng cho em là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công. Với sản phẩm hiện tại em đang cầm trên tay và em đang mặc trên người, màu form dáng ôm rất là đẹp này, rất trẻ trung đúng không ạ? Em lên đơn cho tất cả tình yêu nào đã để lại đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là mình được lên đơn rồi nha. Sau đó thì chú ý nghe máy giúp em là sẽ có tele sale bên em gọi điện chốt hàng. Đó, xin lấy size cho các tình yêu rồi xin địa chỉ ship hàng cho các tình yêu nhé. Nên là các tình yêu cứ hoàn toàn yên tâm này. Đúng cú pháp là mình được lên đơn rồi vì hệ thống của bên em là quét đơn tự động bằng máy tính nên là không lo bị sót đơn đâu ạ. Đấy,
nhưng mà phải đúng cú pháp cho em thì mới quét được, còn nếu chỉ để lại mỗi mã hàng hoặc chỉ để lại mỗi số điện thoại là hệ thống của em không quét được đơn đâu ạ. Rồi bây giờ em tiếp tục sẽ qua mẫu này sang mã ra phao dài nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên một cái dáng phao gần giống như cái dáng phao cao 15 này, nhưng mà nó được thiết kế là phao dáng dài các chị em nhá. Đó, được thiết kế để cùng cha khác mẹ với em siêu phẩm ấy luôn này. Ngày hôm nay sale với giá rất là sốc cho các chị yêu luôn. Đó, một dáng phao cực kỳ là đẹp luôn này. Được thiết kế này, đập ngay vào mắt chúng ta là một thiết kế cổ lông rất là điệu đà, rất là mượt này, rất là đẹp đúng nào. Lại có tông sờ tông với màu áo này, rất là xịn sò luôn. Và sản phẩm này được thiết kế rất là trẻ trung năng động, các chị yêu này ôm form của chúng ta rất là gọn gàng và rất là đẹp đúng nào. Ngày hôm nay sale với giá sốc cho các chị yêu là 390.000 trên sản phẩm này. Chị yêu nào yêu thích để lại comment đúng cho em là K14 kèm màu này, ở khoảng có tắc này. Đó, K14 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đúng rồi, K14 em xả 390.000 nha. Rồi các chị ơi, các chị có thấy chỗ nào bán cái mẫu này giống em không? Thì phải xem cho em giá họ bán bao nhiêu nhá. Không phải là 390 em không? 390 em tự tin là cái giá rẻ nhất trên thị trường rồi. Có 390.000 một cái áo phao đẹp như thế này mà không dinh thì chỉ có tiếc thôi ạ. Size của em có đủ size cho từ 40 cân đến 65 cân mặc vừa này. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại 390.000 okay nha. Ok nào, bây giờ em sẽ giới thiệu màu. Giới thiệu màu này, màu em đang mặc là màu xanh rêu, K14 màu xanh rêu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K14 màu đen 390.000 này, K14 màu xám 390.000, K14 màu đỏ này 390.000 này, đó, K14 màu hồng phấn này 390.000, kèm số điện thoại trên cùng một dòng cho em. Và ngày hôm nay sale với giá là 390.000 thôi nha. Nhanh tay nào, cú pháp để lên đơn hàng là K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn đúng được rồi. Lên đơn hàng thành công. Đây, hàng Quảng Châu cao cấp đây, tag mark đây nha, rất là đẹp cho em này. Mũ lông rất là to, lông rất là lớn như này nha. Không mua ngày hôm nay thì chỉ có tiếc thôi ạ. Nhanh tay, bán hết rồi. Nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là K14 kèm màu kèm số điện thoại nào. Hàng trong kho đang vơi cạn rất là nhanh vì mấy ngày hôm nay là trời rất là rét đúng không nào. Khách qua trực tiếp cửa hàng cũng như là khách mua online hiện nay là hệ thống của bên em đang bị quá tải đấy ạ. Đó, chị yêu nào lên đơn hàng trước em chờ hàng trước, lên đơn sau có thể hết hàng hết size, mong có tình yêu hết sức thông cảm cho em này. Đó, một sản phẩm K14 rất là đẹp luôn này. Rồi nào, rất nhiều các chị yêu đang quan tâm đến sản phẩm váy và thì Dơ mặc bên trong đúng nào. Rồi ok, bây giờ thì Dơ xin phép được giới thiệu và sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người là một sản phẩm váy thiết kế body cao cấp đến từ Quảng Châu, hàng len cao cấp này đó. Sản phẩm được thiết kế cổ lọ 5 phân rất là ấm áp đúng không ạ? Và thiết kế chất liệu len tâm cực kỳ là dày dặn và đanh lì luôn này. Ngày hôm nay sale với giá là 149.000 cho chị yêu nào mà chúng ta đang xem livestream của em. Yêu thích để lại comment đúng cho em mã sởm là V94 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn lên đơn hàng thành công với sản phẩm váy len body hiện tại em đang mặc này. Đó, mình mặc cho em cái váy len body để bên trong này, khoác cho em bên ngoài áo gì cũng hợp hết. Bởi vì cái sản phẩm này cực kỳ là dễ phối hợp đồ luôn này. Đó, rất là đẹp. Ngày hôm nay chỉ có 149.000 mình đã dinh ngay với em siêu phẩm váy len body hàng Quảng Châu cao cấp rồi. Rồi đấy, co giãn thoải mái cho em nhé. Dưới 65 cân em bao mặc vừa cho cái tình yêu luôn này. Mã hàng là V94 cho em nhé. V94 chỉ có duy nhất màu đen này. Đấy, xả 149.000. Chất liệu len siêu đẹp luôn. Đấy, len tăm cực kỳ đẹp và cực kỳ ấm luôn. Mặc cái thời tiết này rất là hợp luôn các chị yêu ạ. Xả mức giá bao nhiêu ạ? 149.000 rồi nha. Và cú pháp thì mình lên đơn hàng là V94 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Và V94 chỉ có một màu đen duy nhất được chưa? Rồi V94 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công. Đó. Rồi ok nào, bây giờ em lại tiếp tục qua những cái sản phẩm áo kaki, áo phao nha các chị ơi. Đó. Còn chị yêu nào mà mình chốt cho em theo đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại thì em lên đơn hàng thành công cho mình nha. Đó. Chuẩn rồi. Rồi tiếp tục này, khi chưa đóng khóa em xin phép được giới thiệu về sản phẩm của em nha. Sản phẩm hiện tại thì Dương chuẩn bị giới thiệu cho các tình yêu là một sản phẩm áo kaki hàng Quảng Châu cao cấp. Hàng Quảng Châu cao cấp được trần lông cừu toàn thân cực kỳ ấm áp luôn, cực kỳ ấm áp luôn này. Đó, trần lông cừu toàn thân lên ở mũ chúng ta cũng được trần lông cừu này. Đó, rất là ấm áp và rất là xịn đúng không nào. Với sản phẩm này chất liệu kaki cao cấp rất là dày dặn luôn này. Và được thiết kế điểm nhấn là những cái phần logo ở phần trước ngực của chúng ta nha. Đó, những phần logo ở trước ngực chúng ta này tạo nên đường nét rất là trẻ trung năng động đúng không ạ. Mặc cái áo này đi ra ngoài đường không sợ gió mùa gì luôn này. Ngày hôm nay sale với giá bao nhiêu cho các chị yêu đây ạ? Chỉ là 399.000 thôi. Chỉ 399.000. À 299 chị nhỉ. Chỉ 299.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để lại đúng comment giúp em là K01 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công với sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người là một kaki cao cấp đến từ Quảng Châu này. Đó, có cái phần dây rút eo này. Chị yêu nào không thích mặc dáng suông mình rút eo cho em này. Làm tôn lên cái dáng áo rất là trẻ trung đúng nào.
Rồi nào, K01 ngày hôm nay 299.000. Và có đủ size cho chị yêu nào dưới 65kg mình mặc ok gem nha. Yêu thích để lại comment đúng gem nào là K01 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình đã chắc chắn lên đơn hàng thành công. Đó, được chưa ạ? Chắc chắn lên đơn hàng thành công với cú pháp đó được không ạ? Rồi nào, ngày hôm nay sale 299.000 thôi nha các chị ơi. K01 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. K01 xả mức giá chỉ có 299.000 thôi ạ. 299.000 cho em nào. Đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em lên đơn Trần cho mình nhá. Trần Long Kiều toàn thân luôn. Mã này thì em chỉ có duy nhất cái màu đỏ thôi ạ. Màu đỏ đô này các chị mặc đi chơi Giáng sinh, đi chơi Tết Tây, Tết Ta cho em được rất là đẹp luôn nhá. Đó, cực kỳ là đẹp cho em này. Chất phao, chất kaki Quảng Châu này. Trần Long Kiều toàn thân cực kỳ đẹp cho em. Sao? Lấy đi, lấy cái đấy về một số size. Rồi, tiếp tục em đang lên một siêu phẩm kaki tiếp theo này. Một sản phẩm kaki hàng Quảng Châu cao cấp, hiện tại thì Dương đang mặc trên người đây là cái sản phẩm được Trần Long Kiều toàn thân luôn các chị em này. Đó, Trần Long Kiều toàn thân luôn nha, khi em chưa đóng khóa. Và bên trong có một giải rút eo các chị em này. Đó, mình không thích mặc suông mình rút eo cho em ở bên trong nha. Đó, bây giờ em đã rút eo rồi để cho lên form dáng áo nó rất là đẹp. Ngày hôm nay với thiết kế rất là trẻ trung năng động này, thiết kế này, thiết kế logo ở phần ống tay của chúng ta này. Đó, ngày hôm nay sale với giá sốc cho các chị yêu là chỉ còn 350.000 thôi. Chỉ 350.000 mình đã dinh ngay với em siêu phẩm áo kaki Quảng Châu cao cấp rồi các chị yêu nhá. Đó, tag mác hàng Quảng Châu cao cấp đầy đủ của em này. Ngày hôm nay sale với giá bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000. Chị yêu nào yêu thích mã sản phẩm này nhanh tay để lại comment đúng cho em là gì ạ? K02 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công với sản phẩm mình hiện tại em đang mặc trên người. Mã sản phẩm là K02. K02 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Em có đến 3 tông màu này. Màu đầu tiên em đang là một màu xanh navy này, một màu xanh tím than đấy ạ. Rồi nào, 350.000. K02 màu nâu này, 350.000. K02 màu bea, 350.000. Và hiện tại ba sản phẩm này em chỉ còn size lớn cho chị em nào từ 55kg mình mặc ok gem được không ạ? Rồi, từ 55kg đến 65kg mình mặc ok gem sản phẩm này nhá. Dưới 55kg thì mình không thể mặc được ok giúp em ạ. Rồi nào, K02 là mã sản phẩm sale 350.000. Chiêu nào yêu thích để lại đúng cú pháp cho em là K02 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công ạ. Áo da bên em sale với giá là 249.000 và mã sản phẩm áo da là K05 nha. Em mặc cùng màu đen đi thôi, giới thiệu màu. Bây giờ em xin phép lại giới thiệu lại áo da trước khi em kết thúc livestream nhá. Người mẫu bên em là cao 1m55 các tình yêu nha. Cao 1m55 ạ. Đó, và nặng 47 cân nha. Giờ chắc nào em cao 1m7 chắc mọi người cũng tin mất. Rồi ok nào, với siêu phẩm áo da hiện tại em đang mặc trên người một sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp này. Hiện em đang mặc trên người được thiết kế này, thiết kế điểm nhấn là thiết kế cổ vest rất tinh tế sang trọng lịch sự, rất nhiều đinh tán này, điểm nhấn là khóa giả khóa thật này, rất là sáng này, rất là nhiều chi tiết nổi bật đúng không ạ? Với sản phẩm này ngày hôm nay em sale với giá là 249.000 trên sản phẩm áo da này, chất liệu da nhân tạo này. Đó, yêu thích để lại comment đúng cho em là K05 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. 249.000. Màu em đang mặc là màu đen này. Màu nâu này 249.000, K05 màu nâu 249.000, K05 màu vàng này 249.000, K05 màu nhũ vàng này 249.000, K05 màu nhũ bạc này, đó 249.000 và K05 màu hồng 249.000 các chị yêu nhá. Và hàng bên là hàng đủ size các chị yêu ạ. Chính xác luôn, đủ size đủ số từ size S đến size XL. Từ 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Rất nhiều họa tiết trên áo này để thiết kế của hãng Zara nhá. Rồi không nói nhiều nữa, bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Tình yêu nào còn muốn lên đơn áo da với mức giá 249.000 thì nhanh tay lên cho em nào. K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. 40 đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em nhá. Xả kho có 249.000 một cái em áo da như thế này. Các chị mặc muôn đời không là lỗi mốt, là mặc mùa nào cũng được cho em nhá. Rồi nào, nhanh tay nào thì Dương chuẩn bị kết thúc livestream đây rồi. Chị yêu nào còn yêu thích nhanh tay sản phẩm nào, nhanh tay để lại comment tại đây là K05 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Như vậy là mình chắc chắn lên đơn hàng thành công với sản phẩm áo da. Rồi ok nào, và bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc livestream ở đây. Xin cảm ơn tất cả các tình yêu chúng ta đã tin tưởng theo dõi ủng hộ bọn em trong suốt thời gian qua. Xin chào và gặp lại tất cả các tình yêu ạ.